đưa 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 cầm cầm lại, cầm hai đứa lại, cầm đứa mày đuôi đâu có làm gì đâu, cầm lại, cầm lại, cầm lại, không có mang nghe ngồi im hết, lấy thêm cái cầm đi, lấy thêm cái cầm cầm nữa xem, mày tắt lại con này lại luôn, mày tắt điện thoại, tắt điện thoại đi. Công lại đâu? Ôi, công. Mày im á. Mày chứ mày bây giờ. Thu gọi luôn. Đi. Đừng có điện thoại lại đâu. Quay. Đi ra đâu luôn. Mày quay này. Ngồi xuống. Hai đứa ngồi xuống. Ngồi xuống anh. Đi. Nó lại bình thường nha. Mở ra mình luôn. Mở ra. Để Tốn ném cái đĩa thì ngồi ra để quay nguyên một đoạn. Mở ra. Coi dưỡng đó anh. Thôi. Thấy chưa? Rồi kiểm tra vỏ sách. Tháo ra. Mở ra. Mở từng cái. Mày đi xe gì vô? Xe nào? Xe nào? Bên đường hả? Đâu bên đường hả? Xe nào? Mấy chỗ? Hả? Xe ô tô đâu? Dạ. Xe ô tô đâu? Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện bắt quả tang một phụ nữ mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 80 gram ma túy. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thị Khánh Tâm, sinh năm 1982, trú tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang. Trước đó khoảng 20 giờ 30 phút ngày 22 tháng 1, tổ công tác của đội cảnh sát ma túy công an thành phố Cam Ranh phối hợp với công an phường Cam Nghĩa tiến hành tuần tra kiểm soát trên đường Nguyễn Chí Thanh thuộc tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, thì phát hiện hai người phụ nữ đang ngồi nói chuyện tại một quán vỉa hè có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong người đối tượng Nguyễn Thị Khánh Tâm có hai bịch ni lông, bên trong có chứa chất tinh thể rắn màu trắng. Khám xét khẩn cấp căn phòng trọ mà đối tượng Tâm thuê ở phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, công an phát hiện thêm 7 bịch ni lông, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng và 3 viên nén nhiều màu sắc. Đối tượng Tâm khai nhận toàn bộ số tinh thể rắn màu trắng và 3 viên nén trên là ma túy đá và ma túy kẹo do Tâm mua của một người không rõ lai lịch ở thành phố Hồ Chí Minh với giá 40 triệu đồng. Mục đích là để phân nhỏ bán kiếm lời. Khi đang tiến hành bán ma túy cho Võ Thị Hiệp, sinh năm 1986, trú phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, thì bị lực lượng công an phát hiện. Qua test nhanh, đối tượng Tâm và Hiệp đều dương tính với ma túy.